Giật mình lời khai của cán bộ địa chính xã làm thiệt hại lớn cho nhà nước. Cô gái sang trọng vào hẳn nhà hàng 5 sao gọi món toàn sơn hào hải vị, ăn xong bùng tiền. Suốt 34 năm tìm công lý, cuối cùng được minh oan, phục hồi danh dự. vụ cháy nhà chung kính, ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 14 nạn nhân. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù với các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện sóc sơn Hà Nội. Tòa nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1983, cán bộ địa chính xã, 36 tháng tù về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1977, cựu phó chủ tịch xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, 12 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, dự án trung tâm y tế huyện Sóc Sơn. Năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn có thông báo về việc thu hồi đất khu vực Đồng Mục Bài, thôn Phù Mã, xã Phù Linh. Đến năm 2016 thì Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn kiện toàn thành viên Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án trên. Hội đồng bồi thường gồm 13 thành viên, trong đó Trần Quốc Tuấn là tổ trưởng. Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Thắng cũng là thành viên hội đồng tư vấn nhằm xác định nguồn gốc đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bị cáo Tuấn giao cho Thắng cùng ba người khác lập danh sách chủ hộ sử dụng đất, diện tích đất nằm trong diện tích thu hồi dự án. Ngày 16 tháng 6 năm 2016, Tổ công tác đã lập biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đất đai tài sản gắn liền với đất. Ngày 25 tháng 6 năm 2016, căn cứ danh sách theo biên bản điều tra, Hội đồng Tư vấn đã họp và thống nhất 49 phương án với tổng diện tích là 10.894,4m2 đều là đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64NP cho các hộ gia đình cá nhân tại thôn Phủ Mã. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã phê duyệt 49 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng. Phương án hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất phục vụ giải phóng mặt bằng dự án với số tiền là gần 12 tỷ đồng. Trong 49 phương án đền bù, Viện Kiểm sát xác định có hai gia đình bị xác nhận sai nguồn gốc đất, gồm có hộ ông Phạm Văn Tê diện tích 157,4m2 và hộ bà Phạm Thị Tê diện tích 111m2. Cụ thể, thửa đất của ông Phạm Văn Tê có ký hiệu M là đất công do Ủy ban nhân dân xã Phủ Linh quản lý. Tuy nhiên, thửa đất trên hiện được Ủy ban nhân dân xã Phủ Linh xác nhận là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64 CP vào năm 1999, theo biên bản xác nhận số 47 ngày 27 tháng 6 năm 2016 do thắng lập. Sau đó, trình bị cáo Tuấn ký đóng dấu. Gia đình ông Tê được nhận hơn 179 triệu đồng tiền đền bù gia đình bà Phạm Thị Tê có ký hiệu AO và một phần thuộc thửa đất có ký hiệu M là đất công. Tuy nhiên theo biên bản xác nhận số 42 ngày 27 tháng 6 năm 2016, ủy ban nhân dân xã Phủ Linh xác nhận là đất nông nghiệp được giao theo nghị định 64 CP. Hộ này được nhận đền bù hơn 125 triệu đồng. Tổng số tiền hai hộ trên được nhận đền bù là hơn 300 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận là cán bộ công chức địa chính xã. Khi triển khai dự án, Thắng được giao nhiệm vụ điều tra, kiểm tra quy chủ. Quá trình thực hiện, Thắng không đối chiếu bản đồ địa chính đất nông nghiệp xã Phủ Linh, không thu thập các giấy tờ xác định nguồn gốc đất của các gia đình, nên xác định sai nguồn gốc đất của hai hộ trên. Bị cáo Tuấn trình bày do tin tưởng Thắng và hội đồng tư vấn, nên bị cáo đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra lại các giấy tờ tài liệu. Theo hồ sơ hai thửa đất trên thuộc đất công do Ủy ban nhân dân xã quản lý, khi thu hồi đất phục vụ mục đích phát triển kinh tế nên không được bồi thường về đất theo quy định tại điều 74, 75 Luật Đất đai năm 2013. Tại điểm a khoản 1 điều 76 Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất gồm có đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã. Căn cứ vào những quy định đó, cơ quan tố tụng xác định hai gia đình trên chỉ được hỗ trợ bồi thường về tiền, tài sản trên đất. Tiền thưởng tiến độ không được bồi thường các khoản như đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định đời sống. Việc xác nhận sai nguồn gốc đất dẫn đến bồi thường sai gây thiệt hại cho nhà nước hơn 300 triệu đồng. Số tiền này bị tòa tuyên buộc hoàn trả lại cho Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn. Thưa quý vị, tiếp ngay sau đây, một quý vị đến với những tin tức đáng chú ý đã diễn ra. Quý vị đừng bỏ lỡ. Ngày 29 tháng 5, theo công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, xác nhận sự việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao trên địa bàn, nhưng sau đó không chịu trả tiền. Trước đó, anh MS, quản lý nhà hàng, đăng tải lên mạng xã hội, chia sẻ bài viết về việc cô gái xinh đẹp mặc váy trắng tới nhà hàng của một khách sạn sang trọng gọi những món đắt tiền. Cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang đức hoa quả, Tổng số tiền cần thanh toán gần 11,1 triệu đồng. Khi mới vào cô ấy ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự anh S chia sẻ. Khi cửa hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền thì cô gái này tỏ ra ngây thơ không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho hay, anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an can thiệp. Tuy nhiên cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ nhà hàng để thanh toán bởi số tiền trên là không nhỏ nhiều ý kiến cho rằng sự việc trên không phải hiếm gặp thực tế có không ít cá nhân sau khi ăn uống tại nhà hàng khách sạn quán cà phê đã tìm mọi cách để quỳ tiền như quyền ví quên thẻ trên món ăn chán hay quá đắt giả ngây ngô thậm chí còn tìm cớ gây sự hành hung nhân viên quán ăn hay lợi dụng quán đông khách rồi lẳng lặng chuồn khiến nhân viên phục vụ khóc dở mếu dở vì phải móc túi ra trả thay nhiều chủ cửa hàng người cung cấp dịch vụ đã phải ngậm đắng nuốt cay khi gặp các thượng đế này về hiện tượng trên, luật sư Lê Hồng Vân, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc đi ăn uống nhưng không trả tiền là trái đạo đức, trái pháp luật, xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ. Khi gặp các trường hợp quy tiền ăn uống, một số chủ quán do không giữ được bình tĩnh đã to tiếng chửi mắng khách, thậm chí còn giữ, nhốt người lại nên đã vô tình tự đẩy mình vào vòng lao lý. Cũng theo luật sư Hồng Vân, đòi nợ thô bạo không phải là cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp này. Chủ quán có quyền tự bảo vệ quyền dân sự của mình nhưng phải phù hợp với tính chất, mức độ xâm phạm đến quyền và đảm bảo không được trái pháp luật như yêu cầu người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ để đảm bảo người này quay lại trả nợ. Bên cạnh đó, chủ quán cần báo với cơ quan công an đến lập biên bản xem xét xử lý hành chính về ra dối chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an đến xử lý vụ việc thì hành động này không có dấu hiệu giữ người trái pháp luật. Luật sư Lê Hồng Vân nhấn mạnh, trường hợp có đủ bằng chứng cho rằng đối tượng quy tiền ăn đã thực hiện hành vi này nhiều lần ở nhiều nơi một cách chuyên nghiệp, cơ quan công an có thể xem xét điều tra, xử lý nghiêm theo quy định, còn nếu đối tượng là người không bình thường, không có hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì khó có căn cứ xử lý. Thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau hơn 2 giờ đi xe máy từ Hà Nội về quê Phú Thọ giữa trưa nắng, bệnh nhân nam 21 tuổi xuất hiện đau đầu vật vã, người nóng như than, sau đó ý thức giảm dần, gọi hỏi không phản ứng. Người bệnh được đưa vào cấp cứu ban đầu tại trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển vào khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow 5 điểm, thở qua bóp bóng, co giật toàn thân, nhiệt độ cơ thể là 40,5 độ, mạch nhanh, huyết áp tụt các bác sĩ thực hiện các biện pháp hồi sức và kiểm tra toàn diện để loại trừ tình trạng bất thường não, mạch não và các nguyên nhân khác. Kết quả kiểm tra xác định, nam thanh niên bị sốc nhiệt mức độ nặng, nguy cơ tử vong cao từ 30 đến 40%. Sau khi hội trần trong khoa, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để kiểm soát nhiệt độ cơ thể và các biện pháp hồi sức tích cực khác như thở máy, dùng thuốc vận mạch, lọc máu, bù nước điện giải để điều chỉnh các rối loạn do tình trạng sốc và tăng thân nhiệt gây ra. Sau 5 ngày duy trì hạ thân nhiệt chỉ huy, 2 ngày lọc máu và phối hợp các biện pháp điều trị tích cực, ý thức người bệnh tỉnh dần, các rối loạn dần ổn định. Đến ngày thứ 8, người bệnh rút được máy thở và sau 22 ngày điều trị, người bệnh được ra viện. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, sau khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ hai nội dung, trách nhiệm của chủ nhà trọ và trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đây là vụ hỏa hoạn rất thương tâm, khiến nhiều người chết, nhiều người bị thương, gây thiệt hại nghiêm trọng nên cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi cố ý của tổ chức hay cá nhân nào thì vẫn xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của tòa nhà này để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo luật sư, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu, người quản lý ngôi nhà này là ai, việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không. Việc kiểm tra giấy phép xây dựng, xác định thời điểm xây dựng sẽ được thực hiện nhằm đối chiếu với các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, từ đó xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý nhà xảy ra cháy. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đã có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng xảy ra khi người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho hay, việc xây dựng ngôi nhà có giấy phép hay không, có đúng với thiết kế hay không, có đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy tại thời điểm xây dựng và quá trình sử dụng ngôi nhà hay không là những vấn đề quan trọng để xác định chủ đầu tư công trình, người quản lý công trình xây dựng này có tuân thủ quy định về phòng cháy chữa cháy hay không. Trường hợp xác định có lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy dẫn đến hậu quả vụ cháy xảy ra thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Vẫn theo luật sư, khi xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và cho nạn nhân bị thương. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của người bị thương bồi thường tổn thất về tinh thần. Đối với tài sản bị thiệt hại, người vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại trên cơ sở những thiệt hại thực tế về tài sản đã xảy ra. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý có liên quan. Vừa qua, tại Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Viện kiểm sát nhân dân và công an hai tỉnh An Giang và Long An đã tổ chức xin lỗi công khai, phục hồi danh dự ông Lâm Hồng Sơn sau 34 năm dòng giá đi tìm công lý. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 4 năm 1988, ban chỉ huy cảnh sát An Giang và ông Sơn đã ký hợp đồng mở cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Ban chỉ huy lo mặt bằng, pháp lý, riêng ông Sơn được giao khoán xây dựng xí nghiệp trên cơ sở trại cải tạo cũ Châu Đốc. Sau khi thành lập xí nghiệp, ban chỉ huy cảnh sát giao ông Sơn làm giám đốc và hỗ trợ 2 triệu đồng để hoạt động kinh doanh. Ông Sơn cũng góp 30 lượng vàng để xây dựng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và mỗi tháng ông nộp khoán về cho công ty tỉnh An Giang 1,5 triệu đồng. Sau một năm hoạt động, lãnh đạo công an tỉnh An Giang sử dụng mặt bằng xí nghiệp để liên doanh làm ăn với đối tác Thái Lan và thành lập công ty Ancresto. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Khi ông Sơn đi Thái Lan để đàm phán, ký kết hợp đồng làm ăn cho Ancresto, thì lãnh đạo Ban Chỉ huy Cảnh sát ký quyết định đưa người khác làm phó giám đốc phụ trách kinh doanh của Ancresto. Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cũng đồng thời quyết định bán hết số tài sản nhập khẩu của Ancresto. Ông Sơn từ Thái Lan về nước đã không có hàng hóa để giao cho đối tác ở Long An như cam kết. Đầu năm 1990, ông Sơn tiếp tục làm hợp đồng kinh doanh với đối tác ở Long An, thì bất ngờ công an tỉnh An Giang phát thông báo ông Sơn giả mạo người của công ty Ancresto. Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt giam ông Sơn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án, thì công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can, và giam ông Sơn 3 tháng. Tháng 5 năm 1990, Công an tỉnh Long An ra quyết định trả tự do, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn về lý do hành vi không cấu thành tội phạm. Thời điểm được tự do, tài sản góp vốn của ông Sơn vào An Cresto cũng mất sạch. Ông Sơn khởi kiện Công an tỉnh An Giang đòi bồi thường thiệt hại. Tháng 12 năm 1990, ông Sơn đến Tòa Nhân dân tỉnh An Giang để giải quyết vụ án, thì bất ngờ bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam lần thứ hai với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Sau nhiều tháng điều tra, cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã truy tố ông Sơn về tội trốn thuế với số tiền hơn 36 triệu đồng. Tháng 11 năm 1991, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn căn cứ buộc tội không vững chắc. Tại buổi tổ chức xin lỗi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân và công an hai tỉnh An Giang và Long An đã công khai xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn. Ông Lâm Hồng Sơn chấp nhận lời xin lỗi và cải chính công khai của cơ quan chức năng, đồng thời gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân, Công an hai tỉnh An Giang và Long An cùng các ngành chức năng có liên quan đã lắng nghe và xem xét những yêu cầu điều tra lại vụ án. Đồng thời, ông Sơn cũng yêu cầu ngành chức năng liên quan hai tỉnh An Giang và Long An khẩn trương hoàn thành việc bồi thường các thiệt hại cho bản thân ông, nhanh chóng và đúng quy định của pháp luật. Như vậy ông Sơn là người bị bắt giam oan hai lần, từ năm 1990 đến năm 1991, cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Sau gần 3 từ năm dòng dã làm đơn thư gửi đến nhiều cơ quan chức năng, cơ quan tố tụng các cấp, ông Sơn đã được minh oan. Hiện ông Sơn đã gửi đơn yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang bồi thường hơn 3,1 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 2,7 tỷ đồng. Sau 9 ngày xét xử và nghị án, 14 giờ ngày 29 tháng 5. Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, tức công ty Lilama và các đơn vị liên quan. Trước đó, trong phần luận tội và đề nghị mức án, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vịnh, cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai, 5 đến 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Vịnh bị cáo buộc đã ký nhiều văn bản giấy chứng nhận đầu tư không đúng thẩm quyền, tạo điều kiện cho công ty Lilama khai thác quặng trái phép. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Doãn Văn Hưởng 4 đến 5 năm tù. Cơ quan công tố cho rằng, ông Hưởng trong giai đoạn đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở ngành không đúng quy định, ký nhiều văn bản không đúng quy định, tạo điều kiện cho công ty Lilama khai thác khoáng sản trái phép cùng là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Thanh Dương bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù. Ông Lê Ngọc Hưng bị đề nghị từ 3 đến 4 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Với hành vi rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, bị cáo Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama bị đề nghị mức án 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Nhóm các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 2 đến 4 năm tù nhiều bị cáo được đề nghị áp dụng cho hưởng án treo do nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, lập nhiều công lao trong quá trình công tác. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến năm 2015, các bị can nguyên là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và một số sở ngành biết rõ diện tích 3,77 ha tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai đã được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch quạng apatit, thẩm quyền cấp phép khai thác thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Văn Vịnh trong thời gian giữ cương vị là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ông Vịnh cùng nhóm quan chức cán bộ Lào Cai đã lợi dụng chức vụ để ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định, cấp 3,77 ha đất cho công ty Lilama xây dựng dự án khách sạn, nhà hàng. Việc này nhằm tạo điều kiện cho Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác, tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit trị giá 610 tỷ đồng. Từ đó, công ty Lilama thu lợi 170 tỷ đồng và công ty Apatit thu lợi 184 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Mạnh Thừa và Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015, khi ông Vịnh làm bí thư tỉnh ủy Lào Cai, Thừa đã mang 5 tỷ đồng đến nhà tặng quà Tết cho ông Vịnh. Việc tặng quà Tết cho ông Vịnh được bị cáo Thừa thực hiện sau khi công ty Lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án khai thác và tiêu thụ trái phép xong quạng apatit. Sau khi nhận số tiền này, ông Vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Với cựu chủ tịch tỉnh Nguyễn Doãn Hưởng, viện kiểm sát cáo buộc, ông đã thống nhất cùng ông Vịnh để đồng ý chủ trương cho công ty Lilama tận thu quặng trong quá trình thực hiện dự án. Trước đó, tại phiên tòa xét xử ngày 24 tháng 5 vừa qua, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng nói: "Tôi năm nay đã gần 70 tuổi, trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt là 73." Sau hơn một năm trong quá trình điều tra, tôi phát sinh bệnh thật nhiều. Tôi chỉ mong muốn duy nhất lúc này là sớm được đoàn tụ với gia đình. Bị cáo hưởng cho biết, giai đoạn còn làm lãnh đạo tỉnh, khối lượng công việc tại địa phương rất nhiều. Ngay sau ký văn bản liên quan hoạt động thu gom khoáng sản, đã ký một văn bản khác để ngăn chặn những hành vi tiêu cực có thể phát sinh sau đó. Tuy nhiên, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phân trần, những văn bản ngăn chặn sau đó đã chưa được nghiêm túc thực hiện, dẫn đến những hậu quả như hôm nay. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về thành lập Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Tiểu ban văn kiện gồm 22 người, trong đó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng tiểu ban, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải làm phó trưởng tiểu ban thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm Phó trưởng tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có tổ biên tập giúp việc do trưởng tiểu ban đề xuất và thường trực Thành ủy quyết định. Tổ biên tập giúp tiểu ban văn kiện tổ chức nghiên cứu các chuyên đề có liên quan, trực tiếp soạn thảo, biên tập, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn chỉnh các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng quyết định thành lập Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổ biên tập văn kiện gồm 13 người, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải là Tổ trưởng.